Rồi Dương Nguyễn, chào quý vị các bạn trở lại kênh Xếp Đàn Dương Nguyễn nha. Thì hôm nay có anh Tú ở trên Cao Lãnh xuống cũng test thử cái đàn thùng gỗ Cẩm Lai ha. Thì mời cả nhà cùng tham khảo. Dạ đơn anh. Cao dùng cổ nè. Dương Nguyễn và anh Tú cảm ơn mọi người theo dõi video ha. Và chúc mọi người nhiều sức khỏe.